đầu thì nó nịnh nọt mình mở thẻ. Nó nói là không sao đâu. Sau đấy thì bắt đầu nó tính phí. Tính phí mà không trả là bắt đầu lại mẹ để lại con. thì bước 4 mới là bước bắt đầu. Biến khách hàng. Giai đoạn đầu màu xanh là khách hàng. Con là khách hàng. Còn bây giờ bắt đầu thành con nợ rồi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình Thinking School với biên tập viên Vũ Thế Dũng. À tối hôm qua chắc là do bị uh, nghiệp quật nên là cái clip của chúng tôi đã bị một cái trục chặt về mặt âm thanh một số bạn thì với một số thiết bị thì có thể nghe được nhưng một số bạn khác thì lại không nghe được nhưng mà không sao hôm nay thì tôi làm lại hẳn một cái clip này để và clip này thì nó sẽ cô đọng và nó có khả năng là hay hơn cái clip trước nên là để đền bù lại để cho các bạn thì clip này tôi đặt tên là vay 8 triệu sau 11 năm thành 8 tỷ và tôi muốn chia sẻ với các bạn kịch bản 8 bước biến người dân thành con nợ của ngân hàng nội dung của clip này chúng ta sẽ cố gắng trả lời một số câu hỏi câu hỏi thứ nhất là vì sao các ngân hàng hiện nay rất rất tích cực phát hành các loại thẻ có đơn thuần là hoạt động kinh doanh thuần túy hay không hay đằng sau đó là cái câu chuyện gì có hay không một cái kịch bản biến người dân thành con nợ của hệ thống ngân hàng thông qua thẻ tiến độ và nếu có kịch bản đó nó là thế nào và thứ ba là từ khi nào ngân hàng được phép tính phí tính lãi suất một cách rất là vô tội vạ như vậy cho nền kinh tế và hậu quả của cái việc này của cái hoạt động vô pháp vô thiên này của một số các ngân hàng thì ảnh hưởng đến người dân và nền kinh tế như thế nào. Và cuối cùng là các cái kiến nghị của tôi với chính phủ, với ngân hàng nhà nước. Bất chấp thủ đoạn phát hành thẻ tín dụng ta thấy là ở một số các ngân hàng khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rằng là họ tìm mọi cách để phát hành thẻ tín dụng. Và cái phát hành thẻ này thì nó có khả năng là một cách chủ quan ta thấy là nó rất là vô tội vạ dưới rất là nhiều hình thức và rất là nhiều thủ đoạn trong hành hoa kép đó. Tết vừa rồi họ còn tặng thẻ cho công tiến dụng cho công nhân nghèo và rất là may là rất những người công nhân họ cương quyết họ từ chối thì phải, chứ không thì họ cũng sẽ có khả năng dính cái bẫy mà tôi sẽ nói tới ở cái phần kế tiếp. Mua điện thoại di động cũng được kè, tặng kèm thẻ của ngân hàng. Một số bạn còn nói rằng là khi mà họ mua thẻ à, mua cái điện thoại họ được tặng một cái thẻ ngân hàng về nhà họ không kích hoạt thì nhân viên ngân hàng gọi tới và nói rằng là khi họ mua đó thì cái nhân viên trong cửa hàng điện thoại đã kích hoạt cho họ rồi và họ phải xài và không xài muốn đóng thì phải đóng tiền mới được đóng thẻ lại còn nếu không thì là và vẫn mất cái phí thường niên là mấy trăm ngàn đấy rồi khách đã có một thẻ thì gửi thêm một thẻ nữa tận nhà rồi có khách ở trên báo thanh niên thì nói rằng khi họ làm một cái hợp đồng vay ví dụ như vay mua nhà thì ngân hàng cũng năn nỉ rồi ép khách phải mở một cái thẻ tín dụng mặc dù là họ không xài rồi thì rất là nhiều cái nhân viên có những biểu hiện của nhân viên ngân hàng tư vấn sai lệch cho khách hàng nhân viên ngân hàng năn nỉ rồi khách hàng cứ dùng thẻ không mất gì đâu nhưng thực ra thì có khả năng là mất rất là nhiều thứ thế để làm gì tại sao mà các ngân hàng hiện nay lại cố gắng bất chấp mọi thủ đoạn để phát hành thẻ tín dụng đến như vậy có phải chăng đây đơn thuần là chuyện họ muốn lấy được cái phần lợi nhuận khi mà khách hàng tiêu dùng trên thẻ tín dụng thì họ sẽ được một cái phần trăm nào trên đó chẳng hạn hay không hay là thực ra cái mục đích chính của họ lại nằm ở chỗ khác và biết phải chăng đây là một cái bẫy tôi vẫn đang đặt câu hỏi thế đây là giả thuyết ta chưa có kết luận được ta còn phải chờ cơ quan chức năng ngân hàng nhà nước chính phủ vào cuộc thanh tra hệ thống ngân hàng này thì chúng ta biết biết rõ là cái cái điều mà chúng tôi vừa chia sẻ và sẽ chia sẻ đây nó là giả thuyết hay nó là sự thật. Và bây giờ cũng thống kê của ngân hàng nhà nước Việt Nam năm nay đã cho biết rằng hiện nay đó Việt Nam có khoảng hơn 30 triệu thẻ tín dụng kinh khủng không các bạn. Chúng ta có khoảng 100 triệu dân với lại 6 70 triệu dân ở nông thôn chi phí à, gọi là cái thu nhập rất là thấp mà bây giờ có đến hơn 30 triệu thẻ tín dụng đó nào thì đấy là những cái con số để chúng ta suy nghĩ. Bây giờ thì chúng ta thử, tôi thử xây dựng một cái kịch bản 8 bước biến dân nghèo thành con nợ. Đây là cũng nói đây là cái kịch bản do tôi quan sát thấy đúng không nào? một cách chủ quan xây dựng thử để chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng dùng cái này để hiến kế cho ngân hàng nhà nước xem thử đi đến thanh tra các ngân hàng này xem có thực sự họ đang sử dụng cái kịch bản 8 bước này hay không. Thì cái bước đầu tiên là bước rất là vui tươi, tặng thẻ cho khách hàng và nhân viên ngân hàng nói không sao anh chị ông xài cũng không sao không mất gì cả mà được rất là nhiều khuyến mãi tặng thẻ rồi cần tặng túi gì đó vân vân và lúc này thì nhân viên ngân hàng sẽ có cái mặt cười tươi lắm cô nhân viên nào nói chuyện với chúng ta cũng đều năn nỉ chúng ta đều vui vẻ đều lịch thiệp cả đúng không ạ bước thứ hai thì bắt đầu tính phí thường niên cái phí này nghe có có thẻ thì 200, 300, có thẻ thì một triệu thậm chí có ngân hàng là miễn phí năm đầu nhưng năm sau á khách hàng không dùng thì cũng tự động cho mình cái quyền là gì gọi là gì đó tự động tính cái khoản phí này, nè. mà rồi cứ 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 gọi là kêu rằng là trên hợp đồng tín dụng cho phép đó, hợp đồng tín dụng hiện nay của các ngân hàng không hề có chỗ nào ghi rõ rằng là cái thời hiệu của cái thẻ và cái thời hiệu cái bản hợp đồng đó là bao nhiêu lâu và trên một cái thông lệ của thị trường ví dụ ta mua các cái sản phẩm bây giờ ta mua điện, uh, phí điện thoại hàng tháng nếu hết tháng ta không xài nữa thì nó cắt đi thôi ta đăng ký thì, truyền hình cáp không xài thì cắt đi thôi đấy là thông lệ sinh viên vào trường học bây giờ ví dụ em ấy học một năm chương trình học 4 năm nhưng vào học một năm đóng phí một năm sau đó em nghỉ nhà trường có thể cứ liên tục gửi học phí đến nhà rồi sau đó biến khoản nợ của năm hai năm ba năm 4 mà em không học vào hệ thống nợ xấu của quốc gia được hay không Rõ ràng đây không thể là một thông lệ của nền kinh tế được nhưng mà ngân hàng họ làm được chuyện này. Thế thì họ mới bắt đầu tính phí thường niên và cũng đầu tiên cũng là một khoản nhỏ nhỏ thôi, 500 ngàn. Đúng không ạ? Bây giờ bước thứ ba thì bắt đầu đổi từ màu xanh sang cái màu nâu nâu rồi là gì? Bộ mặt bắt đầu thay đổi rồi. Họ bắt đầu đòi khoản nợ này, đòi 500 ngàn này. Nhưng mà rất nhiều khách hàng sẽ cảm thấy nó rất là không phù hợp. Tôi đã không sử dụng cái thẻ này lâu rồi. Tôi không có phát sinh gì cả. Tự anh trả cái phí này tôi không chịu trả vì tôi thấy nó rất là bất công nhưng mà không sao bởi vì mục tiêu của họ có khả năng là không phải là đòi 500 trăm ngàn này mục tiêu không sao cả nên đòi nợ nhưng thực sự mục tiêu lại không phải thu lại vậy mục tiêu là gì mục tiêu là chờ đấy để bạn bước vào bạn chống đối lại bạn không trả đúng không thì bạn bước vào bước số 4 à đây mới biến thành màu đen đây lúc này khuôn mặt cười bắt đầu biến thành khuôn mặt cười của ác quỷ rồi biến cái phí này trở thành nợ xấu và lãi mẹ đẻ lãi con như cái câu chuyện 8,5 triệu sau 11 năm nó biến thành 8 tỷ mấy đó thì cái này mới là mục tiêu Chứ còn mục tiêu đòi được 8,5 triệu Với lại vài trăm ngàn tiền lãi của năm đầu tiên đâu Phải là mục tiêu Mục tiêu chính là để gì Khách hàng cảm thấy rất là bất công trong trường hợp này Lúc đầu thì nó nịnh nọt mình mở thẻ Nó nói là không sao đâu Sau đấy thì bắt đầu nó tính phí Tính phí mà không trả là bắt đầu lãi mẹ để lãi con Thì bước 4 mới là bước bắt đầu Biến khách hàng Giai đoạn đầu màu xanh là khách hàng Con là khách hàng Còn bây giờ bắt đầu thành con nợ rồi À các bạn thấy kinh khủng không? Thế sau đó thì chưa chưa hết thì đến bước số 5 là gì? Bước số 5 là bắt đầu chuyển qua hẳn một cái công ty đòi nợ thuê cũng của cái hệ thống này. À cấu kết, kết với nhau vào cái bọn công ty đòi nợ thuê này thì họ có hàng trăm hàng ngàn nhân viên suốt ngày gọi điện khủng bố khách hàng. Đúng không ạ? Và đây và lúc này thì chúng ta đã trở thành thực sự hình ảnh của những con ác quỷ rồi. Ác quỷ gọi là ngày nào cũng gọi điện để 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 khống chế khách hàng để gọi là đúng không nào? Rồi, đến bước số 6 là gì? Biến cái đó thực sự thành nợ xấu trên hệ thống của quốc gia, chỗ này là chỗ rất là đặc biệt và rất là kỳ lạ. Từ lúc nào một khoản phí thường niên lại có thể trở thành nợ xấu và tại sao ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng như các hệ thống pháp luật của mình cho phép họ biến cái phí trở thành nợ xấu là ví dụ này tôi dùng thẻ tôi có mua một cái khoản gì đó và ngân hàng đã trả trước cái tiền đó rồi mà tôi không trả lại thì quả thực tôi có vay của ngân hàng còn phí này là một loại phí họ tự tạo ra thôi rất là nhiều người nói tôi không xài cái thẻ này họ tự kích hoạt đúng không nào rồi và thậm chí là năm đầu tôi xài tôi trả hết rồi năm sau tôi không xài họ cứ tự động cái này và họ tự biến nó thành một khoản nợ xấu À, thì ai cho phép họ Pháp luật nào cho phép họ Biến phí trở thành một khoản nợ xấu Nếu một khoản vay Thì thành nợ xấu thì đúng Nhưng đây là một cái phí mà do ngân hàng tự tạo ra và các bạn thấy cũng rất là lý thú trên phương diện kế toán là gì họ sau khi khách hàng lâu năm không trả thì lãi mẹ để lãi con và họ sẽ tạo ra một khoản rất lớn và trước đấy thì nếu mà nợ nhóm năm thì họ phải coi như là trích lập uh, quỹ gì đó một trăm phần trăm nên là họ ghi nhận doanh thu là có 500 trăm ngàn Đúng không? Rồi họ tự trích lập cái con số 500 ngàn đó thì lỗ lúc đầu đó là lỗ ảo. Nhưng bây giờ sắp tới nó trở thành lời thật đây. Và sau đó thì bước 7 là tiếp tục khủng bố. Cái hệ thống chuyên đòi nợ thuê này tiếp tục khủng bố. Và bước 8 cho các bạn là gì? Bước 8 thì khách hàng, nói chung là các bây giờ không gọi là khách hàng nữa, các con nợ sẽ dương cờ trắng vào đầu hàng thôi. Và biến thành các chú cừu con. Tại sao? Có mấy cái trường hợp xảy ra. Một là chịu đựng không nổi cái khủng bố này thì cũng phải đầu hàng. Hai là những người này sau này có nhu cầu đi vay cái gì đó mà muốn đi vay được đó thì đang có nợ xấu trên hệ thống làm sao mà vay được nữa thì phải trả. Và đúng không ạ? Nên chúng ta mới thấy rằng là gì? Và lúc này thì đấy quay trở lại một cái vòng tròn và ngân hàng từ 500 ngàn có khả năng thu được 50 triệu, 70 triệu, 100 triệu với những cái lãi suất mà họ tính toán. Đúng không? Và con nợ ngoài ấm mức phải trở thành con kiều con phải Cúng tiền vào cho họ Rồi tiếp tục quay trở lại Cái quy trình từ đầu lại Tiếp tục phải vay mượn của họ Và tiếp tục nhúng như con chi chi như thế Trong cả một cái vòng rất là khủng khiếp Trong cái, cái 8 bước này chúng ta thấy này Đây là tôi đang nói đến cái trường hợp là gì Một cái trường hợp có khả năng rất phổ biến là gì Khách hàng không sử dụng gì cả Mà họ cứ tự động đánh phí đó Chứ còn tôi đang còn chưa nói đến cái trường hợp là ở khách hàng có thể sử dụng một số tiền một vài trăm ngàn rồi không trả thì thôi. Cái trường hợp đó quả thực là nó có một cái khoản nợ. Nhưng đây và tôi rất là muốn đặt câu hỏi cho ngân hàng nhà nước và thanh tra của ngân hàng nhà nước vào cuộc điều tra 30 cái triệu thẻ tín dụng hiện nay trên thị trường. Có bao nhiêu trường hợp đang ở trong cái trường hợp này là không có dư nợ phát sinh. Tức là họ không có sai. Rồi ngân hàng tự động gọi là ghi nhận một cái khoản phí Rồi sau đó tính lãi mẹ để lãi con Và chuyển nó thành nợ xấu trên hệ thống nợ xấu quốc gia Và cũng rất là muốn đặt câu hỏi cho cái giám đốc trung tâm nợ xấu là gì Trên cơ sở pháp lý nào để có thể ghi nhận nợ 500 một triệu này Mà là chỉ là từ phí chứ không phải là từ thực tế có tiêu xài của của khách hàng Cơ sở nào để cho ngân hàng tự động tái tục đúng không tự động thu tiền của mà khách hàng không thu tiền thì được ghi nhận vào nợ xấu nếu vậy công ty tôi có một khách hàng ông học năm thứ nhất xong rồi ông bảo tôi sẽ học năm hai nhưng năm hai không trả tiền và ông chưa học tôi sẽ bảo à ông nó thiếu 3 triệu rồi tôi gửi lên trung tâm nợ xấu quốc gia trung tâm nợ xấu quốc gia có giúp tôi để ghi nhận chuyện đó hay không hay là chỉ có hệ thống ngân hàng được phép làm chuyện này thôi ở đâu ra cái chuyện ngân hàng lại có một cái cái cái, cái quyền năng kinh khủng như thế này đối với trung tâm nợ xấu quốc gia và đối với hệ thống ngân hàng của hệ thống nợ của Việt Nam đến như thế. Thế ở đây chúng ta thấy này, cái kịch bản 8 bước này tất nhiên ở đây vẫn tôi cũng xin nhắc lại đây vẫn là quan sát chủ quan cá nhân của tôi thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu thực sự đây là cái 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 cái, cái, cái kịch bản thì nó rất là kinh khủng. Nên rất là muốn là nhờ cái, cái kịch bản này thì thanh gia ngân hàng, ngân hàng nhà nước các cơ quan chính phủ sẽ vào cuộc điều tra xem có thực sự họ đang hành xử như thế này hay không và số liệu thực tế sẽ chứng minh được. Nếu thực sự họ đang phát hành ra 30 triệu cái thẻ mà có đến 5 triệu, 10 triệu cái thẻ rơi vào tình huống như thế này và biến 5 triệu, 10 triệu con người đang rất là bình thường trở thành con nợ của nền kinh tế thì Chúng ta sẽ thấy là hậu quả của câu chuyện này khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Bây giờ ta mới hỏi nên bây giờ mới đặt câu hỏi là ngân hàng hay là xã hội đây. Chúng ta vừa phân tích xong tám cái bước đó, chúng ta hỏi vì sao giá điện, giá máy bay, giá xăng được nhà nước quản lý. Lãi suất của dân cho nhau vay cũng bị luật dân sự khống chế không được quá 20% một năm. Nhưng mà giá vốn của nền kinh tế chính là lãi suất đó. Được không ạ? là một yếu tố đầu vào vô cùng quan trọng thậm chí nó còn quan trọng hơn giá điện thì lại được thả nổi cho ngân hàng muốn áp đặt bao nhiêu thì đặt chúng ta đang có một cái giả thuyết là ngân hàng thì họ là những người tử tế và họ thì sẽ kinh doanh rất là đàng hoàng và họ sẽ không ép bức người khác hay sao nhưng mà rõ ràng rằng là chỉ trong một trường hợp một cá nhân thôi mà từ 8 triệu rưỡi có thể lên đến 8,8 tỷ đồng một cái mức độ gọi là khủng khiếp chơ chẽn như thế mà họ vẫn có thể làm được tại sao họ làm được bởi vì họ có quyền họ có mọi công cụ và người dân đó, thấp cổ bé họng thì làm sao cãi được cỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng chẳng cãi được doanh nghiệp lớn cũng chẳng cãi nổi đúng không thì vậy thì họ có đang hành xử đúng như cái kỳ vọng của nhà nước và nhân dân kỳ vọng cho họ hay không hay họ cũng chỉ là một đơn vị kinh doanh đang tìm mọi cách rút từng đồng đến đồng cuối cùng của người dân và đặc biệt là những người dân nghèo đây những người mà không biết thẻ tiến dụng là gì được tặng sau đó thì bắt đầu biến họ thành con nợ và kinh khủng đúng không ạ lấy của họ mà không phải lấy ít tiền lấy từ 8 triệu mấy lên mấy tỷ kinh khủng lắm tất nhiên đấy là một cái trường hợp cá biệt có thể con số đó là cá biệt nhưng những trường hợp 500 trăm biến thành vài chục triệu vài trăm triệu thì cũng có khả năng có thể và đề nghị ngân hàng nhà nước và thanh gia ngân hàng nhà nước thực sự tìm hiểu xem đúng không ạ đây họ hiện nay có còn là ngân hàng không hay đã biến tướng thành xã hội đen mà thậm chí tôi xin lỗi là gì rất là nhiều bạn bạn xem những cái clip của tôi thì comment rằng họ còn là ông nội của xã hội đen chứ không phải xã hội đen đâu xã hội đen người ta cũng tử tế cũng nhiều người tử tế có nhân có đức cũng chứ không phải là là, là 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 như thế này rồi bây giờ ta mới thử bàn đến những cái hậu quả đặc biệt xấu nếu những cái hành vi này thực sự đang diễn ra thì nó đặc biệt xấu cho nền kinh tế như thế nào hàng trăm hàng ngàn thậm chí là hàng triệu người dân có thể trở thành con nợ của ngân hàng và bị liên tục khủng bố họ không chỉ bị ảnh hưởng bởi tài chính, kinh tế mà họ ảnh hưởng bởi tâm lý, đúng không? bị khủng hoảng liên tục. nợ xấu của nền kinh tế cũng được tăng lên cấp số nhân dù trên thực tế không phải là nợ xấu mà chỉ là hành vi vô pháp vô thiên thôi. tự nhiên ông nghĩ là một cái phí, ai cho phép ông? bây giờ thứ nhất là lãi suất không quản ống mà ngay cả phí ông muốn đặt là bao nhiêu loại phí ông đặt, rồi phí đó, đúng không? khách hàng không trả, mình khách hàng không dùng thì được tính thành nợ xấu và được lãi mẹ đẻ lãi con thì tôi thấy khủng khiếp kinh khủng và tự nhiên nợ xấu của nền kinh tế được tạo ra một cái nợ ảo tạo ra một cái nợ ảo đúng không và ngân hàng lúc này sau khi thu hồi được thì họ có một cái lợi nhuận siêu khủng và chúng tôi hỏi câu hỏi rất quan trọng là hoạt động của nền kinh tế sẽ bị đình trệ ngay lập tức không thể sử dụng dữ liệu nợ này để cho vay được nữa bởi vì khi mà lúc đầu thì chỉ có vài chục ngàn người bị như thế thôi nhưng mà tôi nói nếu mà không xử lý rứt điểm thì vài năm sau nó lên hàng triệu hàng chục triệu thì ngân hàng sẽ cho vay ai chính họ đang cắn vào cái đuôi của họ nên tôi nói không phải chỉ là câu chuyện của sự tham lam mà còn là câu chuyện của sự ngu xuẩn nữa nếu mà họ thực sự đang hành xử như thế họ đang biến khách hàng của họ những người rất là đàng hoàng những người chân chất trở thành những con nợ của họ rất là khủng khiếp nên tôi nói xin lỗi chứ là nếu mà liên hệ đến cái bài của của anh 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 Quang nói về nhân quả thì có lẽ cái nghề này mới trở là một cái loại nghề mà đặc biệt thất đức <laughs> chứ không phải là cái nghề nghề kinh doanh chứng khoán đâu các bạn đùa bây giờ thì kiến nghị tôi rất là mong muốn được kiến nghị đến chính phủ bộ tài chính ngân hàng nhà nước thanh tra của ngân hàng nhà nước ngay lập tức vào cuộc để thanh tra kiểm tra hệ thống ngân hàng và xử lý dứt điểm các cái vi phạm rất là nghiêm trọng này thì tôi có 7 cái kiến nghị cái thứ nhất là lập nhà nước cần phải áp trần lãi suất với hoạt động cho vay của hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng không thể để cho họ mua thả nổi lãi suất theo thị trường được vì thực tiễn cho thấy cán cân quyền lực giữa khách hàng và tổ chức ngân tín dụng là không cân đối khi khách hàng cần vay thì họ không thể nào có cơ sở nào để thương lượng được với các tổ chức này nên ở đây thực sự không phải là một cơ chế thị trường hoàn toàn cạnh tranh mà đây là một cơ chế thị trường bị mất cân xứng về mặt quyền lực và do vậy phải có vai trò của nhà nước trong chuyện này. Nếu không thì khả năng rất cao hoạt động ngân hàng sẽ biến tướng khủng khiếp hơn cả hoạt động cho vay của xã hội đây. Không cho phép ngân hàng thứ hai là không cho phép ngân hàng được tùy tiện áp phí, các loại phí một cách hết sức tùy tiện. Hiện nay họ có rất nhiều loại phí rồi phí thường niên áp phí khách hàng không sai mà họ lại tiếp tục biến khoản nợ thì không được phép thứ ba là không được phép biến phí thường niên thành nợ xấu xóa tên thứ tư là xóa tên các khách hàng bị nợ xấu từ việc áp phí thường niên khỏi hệ thống uh, nợ xấu quốc gia thứ năm là thanh tra quyết liệt các ngân hàng tùy tiện phát hành thẻ và tùy tiện áp nợ xấu cho ngân hàng các ngân hàng nào đề nghị là công bố danh sách các ngân hàng nào đang có danh sách nợ xấu cá nhân rất là cao như thế này từ cái hoạt động thẻ này thì công bố ra cho mọi người xem và số liệu chúng ta biết ngay được là gì tính vô pháp vô thiên vô đạo đức của các ngân hàng và còn ngân hàng nào họ làm tốt thì chúng ta cũng tôn vinh họ nên ở đây chúng ta không có vơ đũa cả nắm chúng ta nói có những biểu hiện như thế và đề nghị chính phủ bộ tài chính ngân hàng nhà nước thanh tra ngân hàng nhà nước vào cuộc và thứ sáu là phải thanh tra các công ty mua bán nợ xấu về việc kết cấu với các ngân hàng để khủng bố dân chúng Luật nào cho phép chúng nó hàng ngày gọi điện hàng trăm cuộc điện thoại gọi cho bạn bè, gọi cho người thân, gọi cho công ty, gọi cho đồng nghiệp để khủng bố với một khoản vay người ta không vay một cái khoản phí tín dụng à, phí thường nên do cái ông ngân hàng ông tự tưởng tạo ra đã. và cuối cùng là nếu có cái chuyện đó trong quá khứ chúng nó đã thu bất lợi từ cái cái khoản phí này và làm nợ xấu này trong quá khứ thì ngân hàng nhà nước chính phủ phải lấy lại công đạo cho người dân thu hồi những khoản này lại và trả lại cho những người bị hại thì đấy là bảy cái kiến nghị của chúng tôi trong đối với cái vấn đề này xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe